ba mỹ nhân màn ảnh vào vai Ba Trà. Minh Hằng, Ngân Khánh, Kim Tuyến là những mỹ nhân được đạo diễn chọn mặt gửi vàng vào vai Ba Trà. Tuy nhiên, khi đảm nhận nhân vật có thật thì dàn mỹ nhân này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Giả thoại về cô Ba Trà. Cô Ba Trà có tên thật là Trần Ngọc Trà, được cho là sinh năm 1906 ở Long An. Trong một gia đình điền chủ hạng trung, thường được gọi là cô Ba Sài Gòn. Ba Trà là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất Nam Kỳ lục tỉnh vào những năm 20 đến 30 của thế kỷ trước. Cô được mệnh danh là tuyệt thế giai nhân Sài Gòn, bà hoàng của vũ trường, bà hoàng sòng bạc Sài Gòn. Nhan sắc và cuộc đời của cô đã được báo chí thời đó đề cập rất nhiều, nhiều chuyện đã trở thành giai thoại, trong đó không biết có bao nhiêu phần là sự thật. Nhiều tài liệu cho rằng, với nhan sắc hiếm có của mình, cô lần lượt đốn ngã hàng loạt những tay chơi hào hoa giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa như Lưỡng Vị Hắc, Bạch Công Tử. Công Tử Bích, người dám một lúc tặng cho cô 70.000 đồng trong lúc vàng 60 đồng một lượng. Học giả Vương Hồng Sền, trong cuốn Sài Gòn Tà Bí Lù đã nói về nhan sắc của cô Ba Trà như sau. Những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp. Cô Ba Trà, đệ nhất Huê Khôi ở Nam Kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc. Chính những giai thoại về mỹ nhân Ba Trà một thời đã trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà sản xuất phim hiện đại. Cùng với đó, nhiều mỹ nhân màn ảnh được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho nhân vật này. Tuy nhiên, lần lượt những mỹ nhân đảm nhận nhân vật cô Ba có vẻ đều chưa thực sự làm hài lòng kỳ vọng của khán giả. Ngân Khánh gây tranh cãi vì tạo hình cô Ba Trà quá hiện đại trẻ trung. Mỹ nhân Sài Thành là bộ phim lịch sử Việt Nam của cố đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc. Phim sản xuất từ năm 2014 nhưng đến tháng 5 năm 2018 mới chính thức lên sóng VTV. Trong phim, diễn viên Ngân Khánh đã hóa thân vào nhân vật lấy cảm hứng từ cô Ba Trà mang tên Thanh Trà. Điều làm nên sự độc đáo, hấp dẫn cho dự án phim của đạo diễn Lê Cung Bắc là việc để nhân vật Thanh Trà xuất hiện cùng hai giai nhân khác. Cũng dựa trên cuộc đời hai mỹ nhân có thật nổi tiếng xứ Sài Thành, Hồng Trà, Khánh My, Bạch Trà, Dương Mỹ Linh, Ngân Khánh được đánh giá là quá trẻ trung, hiện đại so với nguyên mẫu Ba Trà do đề máy bằng, ảnh, chụp màn hình. Ban đầu, nhân vật Thanh Trà do Hoa hậu Diễm Hương đảm nhận. Vì vướng scandal tình cảm, Diễm Hương xin rút tên khỏi bộ phim và Ngân Khánh được nhà sản xuất thay thế. Với khán giả, Ngân Khánh sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết, được cho là phù hợp với dạng vai nữ chính gặp nhiều đa đoan trong cuộc sống. Dễ dàng nhận thấy tạo hình gợi cảm của nhân vật Thanh Trà do Ngân Khánh đảm nhận ở phần sau của Mỹ Nhân Sài Thành gây được ấn tượng. Tuy nhiên, tạo hình cho nhân vật Thanh Trà của Ngân Khánh trong Mỹ Nhân Sài Thành lại trông khá trẻ trung. Tóc mái ngang khiến nhân vật của Ngân Khánh khá hiện đại khiến nhiều người cho rằng không thực sự phù hợp với cảm hứng nhân vật từ lịch sử. Dàn diễn viên của Mỹ Nhân Sài Thành, ảnh, nhà sản xuất. Về diễn viên Ngân Khánh, cô từng là một trong những diễn viên được nhiều người yêu mến, tuy nhiên giữa thời điểm danh tiếng và sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngân Khánh lại bất ngờ lên xe hoa với ông xã Việt Kiều vào năm 2015. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên quyết định tạm dừng sự nghiệp, rút lui khỏi showbiz để đi du học tại Singapore. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên khá kín tiếng, không chia sẻ về chồng và đời sống tình cảm cá nhân. Cô chỉ đăng tải những hình ảnh cuộc sống đời thường hay các chuyến du lịch. Ngoài thời gian học tập và làm việc, Ngân Khánh tận hưởng cuộc sống, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Ngân Khánh, sinh năm 1985, nổi danh qua bộ phim Gọi Giấc Mơ Về, Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Cô Dâu Đại Chiến, Ma Dài. Kim Tuyến gây tranh cãi vì chẳng có nét nào giống Ba Trà. Mộng Phù Hoa là một trong những bộ phim truyền hình tình cảm, tâm lý xã hội dài 36 tập lấy bối cảnh xã hội thượng lưu Sài Gòn xưa. Phim truyền hình dựa theo các giai thoại có thật trong đời mỹ nhân Ba Trà. Tên nhân vật trong phim do diễn viên Kim Tuyến đảm nhận có tên là Ba Trang. Bộ phim xoay quanh số kiếp hồng nhan bạc phận của Ba Trang với những chuỗi ngày dài lẩn quất đầy tăm tối. Bởi mọi thứ cứ thế xoay vần, còn Ba Trang thì quá yếu đuối, chẳng đủ sức để níu giữ thứ hạnh phúc mỏng manh, mơ hồ. Vào vai mỹ nhân nức tiếng Sài Thành một thời, Kim Tuyến nhận về vô vàn ý kiến trái chiều khác nhau. Dù sở hữu ngoại hình sắc sảo, thần thái cuốn hút, nữ diễn viên sở hữu thân hình gợi cảm chẳng thua kém bất cứ người đẹp nào của showbiz Việt. Tuy nhiên, nhiều độc giả quen thuộc của Vương Hồng Sền đều đã quen khắc họa cô Ba Trà có khuôn mặt phúc hậu, đầy đặn với thần thái ngạo mạn, bất chấp thế sự, coi tiền vạn như bạc lẻ. Trong khi đó, nữ chính của Mộng Phù Hoa lại sở hữu nhan sắc sang trọng, thanh tân và mong manh. Chia sẻ về vấn đề gây tranh luận này, một trong hai đạo diễn của phim là Trần Quế Ngọc cũng cho biết. Lúc đầu nhà sản xuất cũng mong muốn tìm được một người có nhan sắc giống cô Ba Trà.
Nhưng trong giai đoạn casting 2, vị đạo diễn nhận ra là rất khó để tìm được một diễn viên chuyên nghiệp có khuôn mặt cũng như sắc vóc giống với cô Ba Trà. Bởi lẽ, chuẩn mực sắc đẹp ở hai thời đại rất khác nhau mà vai nữ chính không thể chọn người tay ngang vì nó đòi hỏi một diễn viên có đủ khả năng diễn xuất ổn định, nội tâm sâu. Và Kim Tuyến là người cuối cùng được chọn. Khi thỏa mãn được mọi yêu cầu của nhà sản xuất và đạo diễn, dù không có vẻ đẹp thuần túy giống người đẹp trong nguyên tác của Vương Hồng Sển, Bình Hằng được cho là diện trang phục quá hiện đại, chưa thực sự phù hợp. Trong phim Chị Em phần 2 sắp được ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên Đán năm nay, Bình Hằng đảm nhận vai Ba Trà, người gắn liền với giai thoại về những mỹ nhân nổi tiếng cách đây gần 100 năm. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, phim kết hợp chất liệu hài với tâm lý, tình cảm và được đầu tư tỉ mỉ về bối cảnh, trang phục, phong cách thời trang của Ba Trà và Tư Nhị trong phim Chị Em. Hai sẽ mang đúng tinh thần Flapper Girl, những cô nàng sành điệu mở đầu cho xu hướng thời trang tự do với váy ngắn đính nhiều tua rua, phụ kiện lấp lánh, mái tóc ép bồng bềnh, nghe nhạc ra và có tiếng nói riêng về những vấn đề thời đại. Tuy nhiên, chính tạo hình quyến rũ, biến hóa khi diễm lệ lúc kiêu sa, rực rỡ của Minh Hằng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận định, cách tạo hình nhân vật, thể hiện của Minh Hằng trong vai Ba Trà có phần hiện đại, không phù hợp với thời xưa. Nhân vật được công chúng đặt lên bàn cân so sánh cùng Minh Hằng lần này là diễn viên Kim Tuyến, người từng thể hiện nhân vật Ba Trà trong phim truyền hình Mộng Phù Hoa. Kim Tuyến được đánh giá cao từ phần nhan sắc cho đến thời trang nhân vật, năng lực diễn xuất. Kim Tuyến nhận về nhiều lời khen về phần trang phục. Tạo hình của Kim Tuyến dẫu không kiêu sa như Minh Hằng nhưng lại được cho là hợp hơn với bối cảnh thế kỷ 20.